Sáng sớm nay, liên tiếp hai trận động đất đã xảy ra ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trận thứ nhất xảy ra vào lúc 0 giờ với độ lớn 2.7. Trận thứ hai xảy ra lúc 2 giờ 33 phút có độ lớn 2.8 với cùng độ sâu chấn tiêu là 8 km. Đây đều là những trận động đất có cường độ rất nhẹ nên không gây ra thiệt hại gì. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.